chất hoạt hình vitamin và thất động điểm ngược của ban tổ chức ngày hôm nay. Hôm nay đến giờ để tổ chức buổi lễ ra mắt cho đôi tân lang và tân gia nhân. Chú rể Minh Thắng sang diễn cùng của dòng ngọc team ngày hôm nay rồi. Một lần nữa chúng ban tổ chức cùng xin được long trọng kính mời tất cả quý vị thân khách quý. Chúng ta cùng nhau ổn định chỗ ngồi và cùng nhau tạm ngừng đùa một ít phút. Cùng nhau hướng mắt lên sân khấu ngày hôm nay để cùng tổ chức buổi lễ ra mắt cho cô dâu và chú rể làm sao được thành công tốt đẹp và thành công rực rỡ nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin được long trọng kính mời và thân ái kính mời tới toàn thể quý vị. Đồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị khách quý đang có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép MC Nguyễn Như cũng như là Hải Đăng xin gửi tới toàn thể quý vị khách quý lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Vâng, kính thưa toàn thể quý thân mến, và đúng thật là yêu nhau thì chẳng còn xa gần, còn không tên vị thì cùng lần mà sang. Yêu nhau thì chẳng quản lầm than, mấy sông cùng lội mấy đèo ta cùng qua. Yêu nhau thì chẳng ngại đường xa, đá vàng cũng quyết mà phòng bạc cũng liều. Dạ vâng, yêu và lấy được người mình yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người, là món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Sau một thời gian quen biết và tìm hiểu, cô dâu và chú rể cũng đã tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Và đám cưới như ngày hôm nay là minh chứng cho tình yêu đó. Dạ vâng, sẽ không để quý vị phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa. Trân trọng kính mời tới đoàn thể quý vị quan khách, chúng ta cùng nhau lăng lên ánh nhìn hướng mắt về phía cánh cổng khán phòng hạnh phúc của gia đình ngày hôm nay để cùng chào đón sinh nhật của chú rể Minh Thắng, sinh nhật cùng của dâu Ngọc Tim trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin được long trọng kính mời để ra mắt chương trình toàn thể quý vị khách quý ngày hôm nay. Những bước đi đầu tiên trên con đường hạnh phúc sẽ là vững vàng và tự tin, bởi hai bạn luôn là thấu hiểu được rằng cho tình yêu thì có một phép màu có thể quý vị đi ạ. Với kính thưa toàn thể vitamin và hiện diện trên sân khấu này đây đã có mặt trên khán đài để ra mắt toàn thể quý vị, đó chính là chú rể Minh Thắng sinh nhật cùng của dâu Ngọc Tim. Và ngay giây phút này đây, trân trọng kính mời hai em hãy cùng nắm tay nhau và cùng nhau cúi một cái đầu thật sâu để kính chào cũng như ra mắt toàn thể quý vị. Một lần nữa xin long trọng kính mời và những tràng vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị đâu rồi. Trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Với kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và đúng thật là đất biển mênh mông thì không đông đầy tình mẹ, mây trôi lồng lộng không phủ kín công cha, tất tạo sao bố mẹ nuôi con khôn lớn, bác cả tập thân gầy cha che chở đời con. Cô dâu và chú rể của được ngày vui ngay trong đại như ngày hôm nay phải kể đến những công ơn sinh thành dưỡng dục vô bờ bến của những người làm cha làm mẹ. Và ngay giây phút này đây, ban tổ chức cùng xin được long trọng kính mời và bước lên sân khấu về phía phái đoàn hội nhà trai, long trọng kính mời bố Quang Văn Hà và mẹ Quang Thị Doanh là sau thân phụ mẫu của chú rể Minh Thắng sẽ cùng nắm tay nhau di chuyển lên sân khấu và đứng cạnh người con trai yêu quý của mình để ra mắt cũng như dự kiến toàn thể của vị tân khách quý ngày hôm nay. Trân trọng kính mời gia đình. Dạ vâng, một lần nữa xin trân trọng kính mời ban đại diện hai bên gia đình, đặc biệt là thân sinh phụ mẫu của cô dâu chú rể, xin cùng nhanh chóng tay cho tay trở về trung tâm sân khấu tình yêu để ra mắt dự kiến toàn thể cùng với hai con của mình đi ạ. Một lần nữa xin trân trọng kính mời đại gia đình. Và tiếp nối chương trình, ban tổ chức cùng xin được long trọng kính mời và bước lên sân khấu về phía phái đoàn đã được gái, xin được long trọng kính mời bố Cà Văn Sáng và mẹ Cà Thị Kiên là sau nhân phụ mẫu của cô dâu Ngọc Tim cũng sẽ cùng nắm tay nhau di chuyển lên sân khấu và đứng cạnh người con gái yêu quý xinh đẹp tuyệt vời của mình để ra mắt cũng như dự kiến toàn thể của vị tân khách quý ngày hôm nay. Một lần nữa xin được long trọng kính mời đại diện hai bên gia đình. Dạ vâng, như vậy là hiện diện trên trung tâm sân khấu tình yêu của chúng tôi ngay lúc này đây. Chúng tôi xin rất trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý vị một gia đình hạnh phúc. Dạ vâng, để gửi lời chào thân thương nhất cũng như là gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể quý vị khách quý ngày hôm nay, xin mời đại gia đình chúng ta sẽ cùng với MC cúi mặt cúi chào thật sâu để chào đến toàn thể quý vị thế nào. Xin mời. Người trai con thì dựng vợ, gái lớn thì gả chồng, và đó là một quy luật tất nhiên của loài người. Vấn đề rồi tiền trẻ, tình yêu khát khao và cháy bỏng như chiếc cầu vồng bắc qua cơn mưa luôn tỏa ánh sáng hào quang. Như có một tình yêu cao sang, có một tình yêu mạnh mẽ, do cuộc đời còn gian nan vất vả, đất thế bạn trẻ đã không quản ngại chi, đã vượt qua giới hạn của một tình bạn chân chính, để rồi bước đến một tình yêu chung thủy. Với kính thưa toàn thể quý vị thân mến, hôm nay ngày thật đẹp, tháng thật lành, được sự nhất trí của chính quyền địa phương và sự đồng thuận tăng hợp vun vén của chú rể Minh Thắng sinh riêng cùng của dâu Ngọc Tim. Hôm nay ngày 10 tháng 2 năm 2023, tức ngày 20 tháng 1 năm Quý Mão, tại gia đình nhà trai Bản Kiểng, xã Mường Nghé, huyện Thuận Châu của tỉnh Sơn La, ban tổ chức sẽ không để quý vị phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa. Ban tổ chức xin được trân trọng tuyên bố tổng thắng được từ đây liên trang duyên mới của cặp đôi y nương
hạnh phúc nhất, giàn người nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Chú rể Minh Thắng sẽ riêng cùng cô dâu Ngọc Tim. Cô dâu Ngọc Tim sẽ riêng cùng chú rể Minh Thắng. Xin phép chính thức được bắt đầu. Đầu tiên chào tất cả lớn lên quý vị ơi. Rồi thì mời cả tổ bước sang nhà dân sau với ba mươi pin đầu ơi. Này gia đình hãy đợi những nụ cười thật tươi lên đi nào. Dạ vâng, kính thưa tất cả quý vị trân trọng và kính mến, nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu cũng như là đôi lời dặn dò đến hai con của mình, cũng như là đôi lời cảm ơn gửi tới tất cả khách, quý vị khách quý chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời bác ạ. Vui và xúc động khi được đón con dâu của mình trở về nhà được không ạ? Và như vậy thì ban tổ chức chương trình chúng tôi cũng xin được ủy quyền từ đại gia đình thiêng liêng nhất để gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể quý vị khách quý ngày hôm nay đã không quản ngại đường xa xa xôi cùng nhau với chút thời gian vàng ngọc của mình để trở về đây tham dự với buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Một lần nữa đại gia đình cũng như ban tổ chức chương trình xin được lời cảm ơn sâu sắc nhất đến toàn thể quý vị. Một lần nữa chúng ta được chúc cùng xin lời lời cho cô dâu và chú rể long trọng cảm ơn tình cảm của đoàn thể quý vị quan khách, các cụ, các ông, các bà, cô xin cảm ơn các bạn trẻ nam nữ thanh niên chúng ta đã hiện diện đầy khát vọng và hạnh phúc của gia đình và nhà trai ngày hôm nay và bước sang năm mới năm 2023. Ban tổ chức xin được kính chúc toàn thể quý vị chúng ta sẽ có được nhiều sức khỏe, làm bạn phát đạt, thành công trong cuộc sống, có một năm mới an khang thịnh vượng. Với kính thưa đoàn thể quý vị thân mến, và để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin được long trọng kính mời cô dâu và chú rể hai em hãy cùng nhau tiến về phía tháp ly rượu tình yêu để cùng nhau khui rượu sập canh rất tràn tháp ly rượu ngày hôm nay. Trân trọng kính mời hai em. Dạ vâng, rượu tượng trưng cho sự ân ái của tình yêu. Rượu đã rỗng manh thì chú rể có thể kiểm tra tem nha. Nếu không còn tem thì có thể nói với MC. Nhưng ngày đầu tiên chú rể bước cái chân vào trái tim của cô dâu thì chú rể cũng phải bóc tem trái tim của cô dâu đúng không ạ? Vâng ạ, bằng với bàn tay khéo léo của chú rể Minh Thắng có thể cưới được một người vợ thì mình nên là đó chính là cô dâu Ngọc Tinh ngày hôm nay. Không còn gì khó đợi với chú rể được không ạ quý vị ơi? Và ngay giây phút này đây trân trọng kính mời hai em hãy cùng nhau tay trong tay rót chén rượu hồng dọc cách giao nhật, xin hai em đừng quên nhau, trân trọng kính mời. Dạ vâng, xin mời hai em sẽ cùng tay trong tay rót ra những giọt rượu hồng. Đúng là rượu hồng thì kết nghĩa phù thế, tình duyên thắm trọn ta về bên nhau. Cùng chung bước đến mai sau thì chúng ta thủy sắc màu tình yêu. Những giọt rượu hồng đang được chảy xiết, được ví như nước như mật ngọt. Nước để tiêu và mật ngọt để tô điểm cho cuộc sống từ nay về mai sau. Vâng, kính thưa đoàn thể quý vị thân mến, và đầu tiên là nếu em là một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là một chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Và sau khi rót xong chai rượu đầu tiên của mình, trân trọng kính mời chú rể Minh Thắng sẽ mở nắp chai rượu sang anh thứ hai. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, bằng sức bật kéo léo của chú rể thì xin mời chú rể bóc tem chai rượu sang anh thứ hai. Và 1/4 còn lại, 1/4 rót lên tháp ly rượu. Và 1/4 còn lại sẽ rót ra 6 chiếc ly ở phía bên dưới. Rất là tuyệt vời đúng không quý vị ơi? Xin mời cô dâu chú rể sẽ còn tiếp tục tay trong tay rót ra những giọt rượu hồng đi ạ. 1/4 rót ra tháp ly, 1/4 còn lại rót ra 6 chiếc ly đã được chuẩn bị sẵn ở phía bên dưới ạ. Vâng, kính thưa đoàn thể mến, và đầu tiên là anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là gió lộng để em là mây bay, anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ và để em bước vào đời. Vâng ạ, xin mời hai em. Chúng ta chú rể sẽ nâng lên mỗi người một ly và trở về trung tâm sân khấu giữa sân khấu chỗ đẹp nhất, dạng người nhất để uống chén rượu ra bôi đi ạ. Sáu mai áo cưới cái ngà pơ treo sóng chén lẩu vây kim mang tấu cần vây mà cần sức chậm mà đây. Sáu mai áo cưới cái ngà pơ treo cốt chén lẩu lành vây kim mang tấu cần. Dạ vâng, xin mời cô dâu chú rể sẽ trở về giữa sân khấu chỗ đẹp nhất, dạng người nhất kìa. Lại kiếm chén lẩu lành nỉ, sông lô ế sáng hợp cần. Ăn vàn nồng á nồng ơi, tà vàn nồng tại Việt Phúc, ai có thích gió mơ rú hầm lòn nồng na. Tà vàn ai tại Việt Bòn, nồng có thích gió mơ rú hầm hời. Tà vàn ai tại Việt Quẩy, nồng có thích gió mơ rú hầm vì ai na. Tà vàn ai tại Việt Vì, nồng có thích gió mơ rú hầm lầm. Tà vàn nồng tại Cò Thẩm, ai có chế biến biển hòn. Tè lá nồng là nồng xài sườn ai ơi. Ăn vàn sổ quốc đô nỉ, mặc cả liều. Tà vàn nả lén can, có phút có nhất sùng. Đến ơ nồng là nồng xài sườn ai nơ. Sò mái áo cười cái ngả phở, chế biến nả thảo cần. Vây kín lẩu lành, vây kín màn tỏ cần, vây bạc cần suốt chậm mặt đây. Xin mời cô dâu chú rể sẽ quay mặt vào nhau, để ngoắc tay vào nhau để uống chén rượu ra bôi. Thế non nền biển yêu nhau đến suốt cuộc đời này đi ạ. Vâng ạ, xin mời hai em ạ, sẽ ngoắc tay vào nhau ạ, xin mời để uống rượu ra môi. Vâng, mời lên được quý vị
thì chúng ta cùng nhau dành tình cảm cho cô dâu và chú rể, và cùng nhau nổ ra một tràng vỗ tay thật lớn cho cô dâu và chú rể nữa được không ạ? Một lần nữa xin được kính chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Trân trọng cảm ơn hai em rất nhiều. Và ngay giây phút này đây, trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ nâng những ly rượu của mình lên để mời lên bố mẹ vợ cũng như bố mẹ chồng của mình. Xin mời hai em ạ. Anh và sông lũ ế sáng hòn ải hòn em đi. Anh và ải á em ơi, lưu tèn lại kín lâu có bất lương xìa thú, lại rú liệu có bất lương xìa cổng canh ơn. Cổng ải liệu sát đán cốt dùng, cổng mẹ thành ó liệu sang bó lầy lưng. Vậy chứ mày hàn ả viên ăn, phù biến bờ chờ sòng chén lầu khẩu hòm. Vậy mây ải bố em già rú tăng say, phù biến cười chờ sòng chén lầu khẩu hòm. Vậy mây ải tà em nay rú tăng khòa. Và ngay giây phút này đây, trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta sẽ chạm ly nhau tạo thành một vòng cung hình chữ U để chạm ly nhau. Xin mời. Và cho phép ban tổ chức cùng xin long trọng kính mời tất cả mọi người, quý vị thân khách quý đã đang hiện diện tại khán phòng ngày phút của gia đình ngày hôm nay. Trân trọng kính mời các bác, kênh kiến trì, con gì của mời các bác trẻ làm thành người tú. Chúng ta cùng nhau rót rượu vào chén của mình. Đây thật đầy và đang cao thật cao để cùng uống với đại gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay được không ạ quý vị ơi? Lấy số mới em tên này của mẹ bên ông cho hồn lại con nọ. Ở cần ở khái lâu sau chén nó mất tìm. Ở cần nhớ chén lâu cần sung. Kịp tòa chuôn thủ giả tả nay cả bà đổi phố mê này nó mất đi. Bấy lâu chén nó nấp bà mẹ bên ông nữa. Vâng ơi, xin mời đại gia đình sẽ hướng đi về phía bên dưới để mời đoàn thể quý vị. Và tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng nhau dô với hải đăng của Như Nguyễn Như nha quý vị nha. Để cùng 1, 2, 3 dô uống 1, 2, 3 cạn 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc được không ạ mọi người ơi. Và đặc biệt đến các bạn trẻ nam thanh nữ tú đâu ạ, sức dài vai rộng hãy cùng hô với ban tổ chức nha. Dạ vâng cả nhà mình ơi, chúng ta đã sẵn sàng chưa? Dạ vâng, sẽ cùng hô với Nguyễn Như và hải đăng nha quý vị nha. 1, 2, 3 sơ hai ba sơ hai ba uống hai ba chúc mừng hạnh phúc hào hoa mặt dân ăn sền sàng đắp ba mẹ pin ông nữa lăng chờ em xin lại kìm lầu uống bú lại kịp thú uống ba nữa hào hoa mặt dân ăn sền sàng nãy vừa em dài tại em nay nữa. Một lần nữa xin được long trọng cảm ơn toàn thể quý vị chúng ta đã cùng uống cạn ly rượu nồng để cùng chúc phúc cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Một lần nữa xin được long trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Dạ vâng, như vậy là tình cảm của toàn thể quý vị đã được uống cùng với đôi bạn trẻ chúng tôi ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin mời đại gia đình chúng ta sẽ cùng trở về bàn tiệc để cùng giao lưu gặp gỡ toàn thể quý vị khách quý đang có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay cũng như là bạn bè của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chào kính mời đại gia đình ạ.